Dạ giờ này phải cưa ra là sao? Chứ bà này không được rồi. Phải cưa năm 2000 nữa là đúng rồi. Không mà, tại lỗi gì, tại vậy. Luật pháp là công minh hết trơn á. Ai biết được, tôi năm 2007 là. Luật pháp là công minh hết trơn. Ông dân con nhỏ khờ đó, cô biết không? Nói gì con có phải đâu, có bằng chứng không? Thì nếu không có bằng chứng thì tôi tự người nói đó là phải chịu trách nhiệm mà. Nó kể cho bà nghe. Không có kể. Kể cho bà kể. Bà yêu ông nè, ông Tùng Dân nè. Thiền à, bên bà vũ trụ có bà ba đây, bà ba này còn giữ không bà ba? Bà ba thì ông bà vũ trụ. Thôi không phải con ông mà sao ông dám lên thách thức tay tìm đó, đúng rồi.
có vợ con không có tranh là gì vậy đó. Thì qua tết vậy. Người ta dạy cháu dạy dạy chắc cho trẻ hả là hiếu hạnh đạo đức tốt, biết bao nhiêu người ở nước ngoài ta tài trợ cho. Rồi tết mùng 1, mùng 2, mùng 3 là có người dưới năm nhiều đêm 100 mấy người biết bao nhiêu tiền hả? Mẹ dạ con nói cho cô nghe nè. Qua Tết này mà nếu mà thử ADN á, không có phải dầm mỡ con cháu là tháng 3 cô đi Đà Nẵng. Con nói ba Đà Nẵng.